Liệu pháp laser hay còn gọi là ánh sáng sinh học là một giải pháp y khoa tiên tiến nhằm tăng cường sức khỏe an toàn và hiệu quả. Hơn 100 nghiên cứu cho thấy liệu pháp laser ảnh hưởng tích cực lên các chỉ số sức khỏe. Liệu pháp này sử dụng các chùm sáng laser với màu sắc khác nhau, xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ, hồng ngoại, phù hợp với tình trạng sức khỏe của khách hàng. Laser giúp cải thiện nhiều tình trạng khác nhau như đau nhức cơ, xương khớp, bệnh gan, tiểu đường tuyếp 2, viêm đường ruột, cao huyết áp, mỡ máu, lão hóa, dị ứng và chàm. Liệu pháp laser được cá nhân hóa phù hợp với tình trạng của mỗi khách hàng và được chuyển giao công nghệ từ Thụy Sĩ. Liệu trình laser được thực hiện trong 30 phút đến 60 phút tùy theo chỉ định của bác sĩ.